Okara M10. Vị trí đầu tiên không ai khác đó là đầu karaoke Okara M10. Sở dĩ nó xếp đầu tiên là vì không chỉ sở hữu vẻ ngoài thu hút mà nó còn là một đầu karaoke mạnh mẽ nhất hiện nay, với những thông số khủng khiếp như số lượng bài hát khủng lên đến 160.000 bài hát, tốc độ cập nhật nhạc chỉ với 30 giây trên một lần tải một bài hát, chất lượng hình ảnh Full HD 1080p, có tính năng tự động phích lỗi những bài hát xưa cũ. Chúng ta có thể hát karaoke online trực tiếp trên YouTube, hỗ trợ kết nối với smartphone, tablet, v.v. Chiếc đầu karaoke này còn được nhà sản xuất tặng kèm thêm những file phim chất lượng. Chúng ta không chỉ hát được karaoke mà còn được thưởng thức một bộ phim chất lượng cao được chiếu rạp. Hai, Okara H10 mang đến thiết kế 2-in-1 độc đáo giữa đầu karaoke và màn hình cảm ứng. H10 vừa tiện lợi vừa mang dáng vẻ hiện đại, vẫn có chất lượng Full HD 1080p như là M10 với hệ điều hành Lunit hiện đại, chỉ sử dụng thân thiện với người dùng, và đây là một đặc trưng của sản phẩm Okara với khả năng lưu trữ bài hát cực khủng lên đến 10 TB. Ba, Atnos SK9108 nằm trong khúc tầm trung hot nhất hiện nay. Atnos SK9108 vừa có thể hát karaoke qua YouTube, vừa có thể hát karaoke trên ổ cứng và có thể cập nhật hàng ngàn bài hát hot nhất và ổ cứng với dung lượng cao. Ngoài ra, còn hỗ trợ kết nối với màn hình cảm ứng, điện thoại, tablet. Trong bài hát đơn giản, chất lượng của nhạc thì khỏi phải bàn. Người hát có thể tự chỉnh tông nhạc nam hoặc nữ tùy theo ý muốn. Sử dụng hệ điều hành Android 4.4 hoạt động liên tục trong vòng 6-8 tiếng đồng hồ mà vẫn mượt mà, không bị giật lag. Kết nối cùng lúc nhiều thiết bị điều khiển trên app karaoke con này. Có thể tìm kiếm bài hát qua giọng nói qua remote control. Kẻ thứ tư nằm trong danh sách này cũng đến từ Asnot, khi với mức giá là 3 triệu mã Asnot SK8910 vẫn kiếm được vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng này. Vì sao? Vì chất lượng âm thanh hình ảnh chân thực, sắc nét, cập nhật bài hát mới liên tục, thao tác trong bài đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển trực tiếp bằng smartphone hoặc qua app karaoke Canet. Kết nối đồng thời cùng lúc với 8 thiết bị điều khiển khác nhau, tự động phát wifi để các thiết bị điều khiển kết nối. Đặc biệt, Asnot SK8910 có sẵn kho nhạc MIDI với chất lượng âm thanh siêu chuẩn 5 BPE V680, thiết bị hỗ trợ xem truyền hình trực tuyến thông qua app được cài sẵn V680, được trang bị chiếc giải mã âm thanh cho chất lượng âm thanh đạt chuẩn chất lượng âm thanh 2N với thiết kế màn hình liền khối đẳng cấp, là xu hướng thích hợp hot trend trong giai đoạn hiện nay. Công nghệ điều khiển màn hình nói cao cấp cho chất lượng âm thanh tốt, xử lý nhạy, hiệu quả ổn định, hỗ trợ định dạng hình ảnh 4K, CPU chất lượng cao. Như đó thôi, cũng đủ nó nằm trong top 5 đầu karaoke bán rẻ nhất hiện nay rồi các bạn.